Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, giá rẻ uy tín chất lượng, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Hôm nay thì kẹo chắc là like đến tầm khoảng 12 rưỡi. Chống thế. Ui, có thằng trên nhà em mình cậu ơi. Chào các bạn, công việc mà. Không like gì anh? Công việc mà ông ơi. Sơ mà cậu. Công việc mà ông ơi. Thôi kia đứng lại. Thôi kia đứng lại. Thằng Ok, đâu? chưa quen một xíu rồi nhé em ơi, chưa quen, quen nút một xíu Ê, rồi. một thằng trong nhà dưới cây này, con nhí ấy. Vào trong ngoài. Em Mình ơi. vừa quen nút một xíu rồi nha em ơi. Ok, xong phim rồi. Mày để đấy. Gắt, đông vậy. Đông vậy ông ơi. À, đây. Nhớ là bạn Đúng mạng rồi. à? Ôi bạn ơi, cho mình khẩu 14 đi. Đâu? No, Sao no, tạo no, M14 no, vậy? cậu ơi. Sát thủ nó clear nguyên cả team. Mày là người đấy. Gắt. Đâu, nó có hai thằng nữa cậu. Cậu nói như cả team là hơi bị cắt rồi đấy nhá. Chả thế không? Không lại chở clear nguyên cả team. Có thằng, đây. Ok, xong thằng nữa rồi. Xong nó cứ À, vào màn phim hình nó mạng đã của mình sáng nhé. lên, đậu xanh. Đừng vào phim mạng của mình nữa các bạn ơi. Sạc pin là màn hình nó sáng Đúng lên rồi. đâu ạ? Ok, được rồi. Chắc là nó thấy hao pin quá, nó tự tiết kiệm pin đâu ơi. Máy xịn xò thế, Không chẳng phải bù máy đâu, mình iPhone kiểu người ta tăng phản hồi năm phần nhiều. trăm tự tăng luôn. iPhone người ta phản hồi nhiều là dùng nhanh hết pin nên là nó tự tối ưu không ạ, không có nút tắt. Đấy, thế mới cay. Ê, Cơ bên bản đây trên bản màn hình sáng là ok. yeah. Đâu bạn tôi. Đúng rồi. Mình sẽ cho màn hình nó tối đi một xíu này, bây giờ lại sáng quá rồi. Các bạn này. Không chỉ được độ sáng màn hình, độ xanh. Nhà xe lên kênh bên dưới đây các bạn này. Bên dưới này. Bây giờ thì lại không Có chỉ được độ sáng màn hình anh em ạ. Chịu rồi, không hiểu sao. thằng bên dưới này. Ok. Nó chạy đâu rồi? Hết đạn, Nó chạy độ đâu rồi? xanh. À đây, thế Hết thôi. đạn anh em ơi, hết đạn anh em ơi. Đậu xanh các bạn ơi. Nên là mình phải sấy tạ bằng khẩu súng tiểu liên MP40, không là sát thủ đã ăn mạng mất. Hay lắm bạn tôi. Ok, thêm thằng nữa rồi. Bạn ăn lắm vừa thôi bạn ơi, bạn ăn ít thôi bạn ơi, cho mình còn ăn nữa. Mình cũng. Nhưng mà nó cứ ra trước mặt mình. Cuộc sống mà. Bạn có thể ăn ít mạng nữa thôi được không? Ok, cảm ơn Hằng Nguyễn đã gửi quà tặng nhá. Số nha, Ê, sao và cô cảm nghĩ không ơn thể. nhân Kedus đã gửi quà tặng. Nó lại bị tối rồi, iPhone chưa có chịu thích nhỉ. Cái con iPhone nào nó cũng vậy à anh em ơi. Chán Cậu quá hết cơ. máu rồi à? À, chưa chưa bên này. Tưởng cậu Đầy hết máu rồi máu. ngoài Hôn hai đi trăm hôn đi trên hôn hai đi. trăm à. Ông còn bảo Hôn Nhi hết máu thì à, Hôn Nhi Hôn ăn Nhi, mạng hôn Nhi, hôn mình. Nhi, hôn Nhi. Hôn Nhi ơi. Ê, Hôn xin Nhi em nó bên ăn này có mạng xe mình xanh không này. ạ? Đi, Thôi kệ đi thôi kệ. xanh. Hôn Nhi, có Ô, gì sẽ ấy. lên phía cổng trời ông ơi. Đấy đây. Xong Hôn Nhi nó lại bị bắn mạng Lên cổng luôn. trời kiếm thêm mạng thế nào mọi người. Hello các bạn nhé. Hôm nay kẹo ốm nên là nói chuyện hơi nhỏ với lại nói chuyện hơi bé, mọi người thông cảm. Ôi bạn tôi, mình muốn làm cái chảo thế mà làm gì mà căng vậy. Lấy đồ cho cậu. Hôn Nhi đã quyết định là đi xe Kiếm đồ riêng bạn xuống ạ. mới đi cậu ạ. Bây giờ Ôi chúng giời, ta có cái đi dốc xe đấy bố được nó cao quá. Á, Hôn Nhi đi xe máy cũng được. Tôi muốn Thích nha đi anh, xe máy thì ok cho em, bạn đi xe bọn anh máy sẽ cố luôn. gắng. Đâu, tôi có bảo ông đâu. Đấy là ông bỏ team ấy chứ. Ông đi lẻ bỏ team, đúng không? Công nhận không? Đúng rồi, công nhận. Rồi nha, cảm Đi ơn nói Sang Lê đúng, 67 đã gửi không quà tặng nhá. sai. Chưa thấy ai. Sao bạn ơi? Con Sao hả nhìn bạn? nó già rồi, già yếu rồi. Già. Con còn đi ấy. Sao Wow. cậu lên trên có người à? Tôi tưởng là người, thực Chắc ra là không từ người đâu máu. ạ. Đi tiếp với cậu ơi. Để xem bạn ơi. Ok. Đây đây. Con đi đi xe xanh bên kia nhá. Kia có xe xanh kìa. Ok. Mình sẽ chạy thử qua UAV coi. Biết đâu sẽ thấy người. Ở đây. Chạy theo hướng này nha các bạn. Ui. UAV kìa. Không có Không có người ai cậu cả, ạ. không có người. Càng nhỉ. Ok, nó xin cả mọi người nhá. U giời ơi bạn ơi, bạn đi kiểu gì đấy? Tám Blood thi thoảng online nó vẫn giật anh em ạ. Kiểu nó giật trong game ấy. Nói chung là nếu mà anh em chơi game ấy, chỉ có mua mấy cái loại máy chuyên game. Đấy, có livestream nữa cơ mà.
Đây, anh em bảo là iPhone trên mượt đây. Tôi có cả iPhone Samsung nhưng mà không, vẫn thua con Xiaomi Black Shark anh em ạ. Không có nào qua được cả. Nó là điện thoại chuyên game mà lại. Mấy con này chưa tạm tạm. Ê, cậu ơi, làm cái bốn Sao cái bạn ghế đi ơi? cậu. Bốn cái ghế Làm bốn á? cái ghế đi. Qua đây qua đây, hôm nay qua đây bạn ơi. Con đi ơi, qua đây bạn ơi. Qua đây ngồi ghế nào các bạn ơi. Ngồi ghế để làm video bốn cái ghế Qua nào. đây ngồi ghế các bạn này. Ngồi ghế nào các bạn ơi. Ngồi Bật ghế các chiều bạn ghế lên. này. Và cái ghế kia Ê, nó ngồi, chính là cái cậu, ghế ma các bạn ạ. mỗi mỗi thằng đứng một hướng này. Để tụ tập lại chúng nó Đây dễ. ok. Đây ok đây. Cậu Đứng cậu thật cậu ở đây. giữa đi, cậu ở giữa đi. Rồi. Đấy. Ngồi Lại xuống cho nào các cậu bạn này. ơi. Đó. Cậu Chúng ngồi ta đang đi. ngồi ở cái ghế ma các bạn ạ. Một cái ghế ma chưa có người ngồi. Ok. Các Rồi, ông lại rảnh chết rỗi quá cơ. rồi cậu ơi. Chạy 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 chạy. Ngồi chơi luôn sát thủ ơi. Chơi luôn. Thôi Không cậu. chạy sát zone. Máu đấy cậu. Qua đây chơi mới vui không ạ? Ai lại chạy? Ngồi xuống. Máu vậy thôi. Bật ghế lên ngồi xuống bạn ơi. Chơi lầy mà lại. Sợ gì rách zone. Ok, lộn. Đây các bạn ơi. Xem là ai chết nhá. Các cậu máu quá. Đây có Chơi ba trò người nhá. hên Chơi trò hết xui anh em ạ. rồi. Ai mà sống tốt thì sẽ sống lâu và Sao? không sợ nhá. Ui. Hồi hộp quá cơ mọi người ạ. Ui. Đang hộp quá. Ui. 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 Ê! Ui các bạn ơi. Hồi hộp quá nhỉ. Ta sống Ui. rồi. Ui. Đấy. Vẫn Thế sống là đây, à? ở đây. Ở Tức đây. là mai mình sống tốt à? Có ba ông vua mà sống tốt thì làm sao mà chết được hả anh em ơi? Đi chung xe nhá. Chung xe đi các bạn ơi. Ok. Lái cậu ơi. Bên trái có thính Đấy. nhá. Nói chung là chúng ta Hướng sống tốt nên là không sao phải ngại cả. Các ông hiểu không? Red Zone là nó trái. chỉ Trời có ơi. nổ bom vào những cái đứa nào gọi Bên như trái, bên kiểu trái cậu là ơi. Bên xấu trái tính hướng bên xấu nết. trái. Được chưa? Quay lại, quay lại. Ê, bên trái, bên trái. Có thằng đi xe Ở kìa. đây có đứa đi xe Mong à? bên trái. Kệ kệ. Ui 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 Hai ui thằng, ui hai thằng. Ui ui. sợi. Ôi. Xấy xe cho Lái. nó ngồi. Xuống xe. Lái. Ui. Lái kinh người. Chạy xe Có kinh tội vậy. lái như người này. Chạy xe kinh vậy. Ui, chạy xe kinh vậy. Chạy xe kinh vậy. Kinh vậy. Ui, kinh vậy. Các bạn nó ngay phía Ok, trên. thằng phía trên nóc Lên rồi. lên. Thằng phía trên nóc rồi. Phía trên nóc rồi á. Kêu luôn. Ừ. Kêu đi các bạn này. Hay quá. Tôi mấy khi mới đồng lòng. Nó lại hay quá cơ công ạ. Cậu. Các bạn lại tranh súng à? Ui các bạn ơi, Ê, đứa kìa, nào, có đứa thằng đi nào xe, chạy có xe, đứa thằng đi nào chạy xe xe các gì. bạn ơi. Ui đây, đây rồi, các bạn ơi. Cứu mình. Cứu mình các bạn ơi, cứu mình các bạn ơi. Ôi trời ơi, Ok. chơi phóng lựu luôn. Một viên phóng lựu và xuyên qua xe luôn anh em ạ. Thì cứu tôi còn gì nữa không? Nó định đâm tôi không ạ? Xem mình cậu xuống đó được Xin lỗi chứ. mọi người bởi vì là ngày hôm nay thì kẹo đang ốm nên là nói hơi nhỏ một xíu nhá, các bạn xin tạm nhá. Đây mình vẫn chuẩn bị giảm thanh nãy giờ mà. Lên xe nào các Các bạn bạn ơi. này lên xe, lên xe. Lên xe nhanh. Xe các bạn này. Hôn nhiên lên xe. Ok, hay quá. Các bạn mấy khi mới đồng lòng nha. Đồng lòng quần què gì ông. À đây có người nữa Ok, bên này. phải, bên phải. Ui đây à. Đấy, chính đó, chính đó, chính đó. Hai thằng nhá. Tông vào chúng nó không Chơi ơi. luôn. Xuống xe mấy kia. Chúng nó chưa xuống xe không ạ? Chúng nó vẫn chạy kìa. Nó Ở lên đây. nhanh quá. Đậu xanh. Màu xanh, bạn tôi. Đốc hai nhá, Và ăn thằng luôn này nhá, cả hai thằng thằng. này nhá. Ui thằng nào chạy xe vậy? Xe nó các bạn ơi, xe nó các bạn ơi, xe nó các bạn ơi. Ui thằng này chạy bò. Ui 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 ui. Ok xuống xe. Xuống xe, Cứu đi các bạn ok. ơi. Đã xong bạn ơi. Help me. Để mình qua cứu bạn. Ok. À, tự nhiên giật một phát thằng kia nó chạy vèo phát lên. Đó mới là tìm. Không hiểu sao kiểu game nó kiểu kiểu gì không ạ? Thi thoảng tôi cũng khá Game là quái bất quái ngờ. mình bị giật một phát. Có những cái quả giật hơi bị bất ngờ. Hiện tại thì mình đang chuẩn bị giảm thanh em ạ. Hôm nay là sống tốt với đồng đội đấy. Mà hôm là mình toàn trang bị nòng ba thôi để cài ép mạng cho nó dễ. Đơn Nào, giản là tại vì mình thử nhé. hôm nay là sĩ sĩ ốm nên là sĩ nhiều đồng đội ăn kill đấy. Nói rất Mình là thử nhỏ nhận nhẹ thử anh em nào. ạ. Quay Cậu quay. ơi, bạn lấy xe quân đội. Ok ok các bạn ơi kiếm xe đi để chạy nào. Không có xe sao chạy. Chuyện này top 1 Đây được thì không anh mình ơi? hy sinh. Cố chơi thì top 1 thôi em ơi. Để mình hy sinh ra ngoài đi, lấy xe cho các cậu. Được xe. Ui, bạn chạy ngược bo lấy xe à? Wow, sát thủ. Đây.
Đây là Lại đi lòng cậu. tốt bụng của sát thủ anh em ạ. Ui, không vào được xe. Lại đi cậu. Ok. Ok. Ôi nha, chuẩn bị lên xe thôi nào ông ơi. Lên xe tôi chở nào ông ơi. À, bạn đi liệm thính nhà hay lắm bạn tôi. Bỏ đồng đội đến liệm thính. Được rồi, Có hay. người nó ra rồi mà vẫn đi lượm thính hay và Ok, cảm ơn Tố Tố đã gửi quà tặng nha. À đâu, Ngọc Tố, em mới đổi tên à, anh quên rồi. À đâu, đổi tên lâu rồi. Em có để ý. Chết dở lại không để ý đến cả cờ lê thì ok thôi xong. Thôi nhé. đi ơi, lên What xe the nào cậu hell? ơi, hay cậu thích đi bộ? Nó thích đi bộ không ạ? Là cho nó đi bộ. Tôi cho đi bộ đi Ô, đi cậu. xuyên qua Ngai Vàng nha em ơi. Xe này đi xuyên qua Ngai Vàng nhá. Lên xe bạn ơi. Ơ bạn kia, lên Nhanh bạn xe. ơi. Nhanh bạn ơi, bo sắp thủ kìa. Ok. Ok, chúng ta sẽ Chạy chạy đi bóng cậu bao ơi. đã. Đây. Chạy Để thẳng xin vào chào hướng cả mọi người 165. xem nhé. Xem livestream đừng quên chia sẻ với mình nhé. Và để coi nào mọi người. Ok, các bạn có thể là nhấn yêu thích livestream một cách là nhấn liên tục vào màn hình nhá. Thì nó sẽ hiện lên những cái biểu tượng là thả tim. Ôi các bạn ơi. Các Thả bạn tim ơi, em về FD đây thôi thôi mà mà. làm gì mà căng vậy. Ui, các Lên xe bạn anh vào em. xe với vào tính, vào giao lưu tính nhanh phết nhỉ. Ui. Tốc độ các bạn làm việc hiệu quả, tốc độ ghê. Trận này còn lại có bao nhiêu đây? 10 đứa anh em ơi. Anh em nghĩ là có top 1 không ạ? Cố gắng làm trận top 1 nha các bạn ơi. Ok, các cậu 15 vòng 3 rồi. Sẵn Wow, thế sàng à? Thế mình cũng lắp nòng 2 vào đây. rồi. Wow, bạn chơi rẻ tiền vậy. Từ đầu trận đến giờ mình trang Ê, bị giảm thanh. trên tầng 2 nhá. Đâu, Trên tầng 2, trên tầng tầng 2 2. nào? Nhà nhà trước mặt, nhà trước mặt, trên Đây tầng à? 2. Go, go, go. Chỗ nào Này, vậy? này. Chỗ nào vậy? À kia kia. Từ một mà công ơi, từ một mà công Ê. ơi. Từ một mà công ơi. Một thằng trước mặt kìa. Thế rồi ông ơi, thế rồi ông ơi. Hai thằng, một thằng trên tầng 2, một thằng nhà gỗ nhỉ. Thứ hai một thằng nhà gỗ. Xây nó ngoài. Ui, nó có phóng Ê, lựu. nó có phóng lựu. Gắt Ui, vậy đây. nó cầu kinh Ui. thế. Cầu của trí vậy. Gắt vậy. Các cậu ơi, cứu mình Như từ là từ băng nó rồi. hết đạn phóng lựu rồi. Từ từ qua cứu sát thủ cái đã. À đâu, cứu Huân Nhi, quên quên. Cái một Ôi đứa một đứa. xanh. Ông ơi Thôi ông ơi, sao, thôi chạy chạy sao. chạy chạy. Ui. Thôi sao. Tao bắn nốc luôn Huân Nhi anh em ạ. Khổ các bạn. Đang định cứu Khổ nốt các rồi tao bạn chạy mà Huân thôi. Nhi nó bị nốc nên là phải nhảy lên không được. Chịu rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.